Mình đã làm việc gì là mình làm tới cùng, không có bỏ cuộc giữa chừng. Mình lên chánh điện mình tu, mình cũng phải tu giữa chừng, mình đi vòng vòng bên ngoài, mình làm vậy là sai. Có con bé bên kia mình vừa mới ba đứa, nó mỗi ngày nó phụ trong bếp làm việc này kia, tới giờ nó lên tu thờ buổi tối này nè, lên tu sáng nấu ăn. Nó lên nó tu bởi vì chùa hương linh nhiều, không phải đơn giản. Nó tóm tắt là hương linh rất đông. Thì ba đứa nó đang tu giữa chừng, nó bỏ nó đi ra ngoài. Nó đi ra ngoài, nó đi lỡ ngay cái cây nó ngồi, ngay cái cây nhỏ nhỏ nó ngồi. Vậy mà nó ngồi xong cái nó cứ ngồi một chút, tự nhiên nó thấy nguyên một cái đàn âm. Đàn âm là người ta đi nguyên một đàn đến ngay cho nó luôn. Xong mà tự nhiên mà nó thấy rõ ràng, xong người ta nói như vậy: còn thân người sao không lo tu đi mà giữa chừng bỏ ra đây? Chúng tôi muốn vào chánh điện tu không được, mấy người vô đó được, sao không gan mà tu? Kinh chưa? Có nghĩa là chánh điện như vậy không phải đơn giản. Phần âm khi người ta không vô đây, người ta tu cùng với mình được luôn. Ánh sáng nó mạnh quá, vô không được. Mà mình được cái thân người mình vô chánh điện tu, mà tu giữa chừng mình bỏ đi ra ngoài, cái hành động mình vậy là mình dại khờ quá. Mình lên có một thờ, mình biết một thờ, dù cỡ nào mình phải tu hết một thờ. Mình biết tu là lợi ích lớn, phải tu hết một thờ. Tu là dưỡng cái huệ mạng cho mình, mình phải tu hết một thờ. Vì các ngày mình làm việc mình tu được một thờ thì phước tụ ngay chỗ công phu, phước tụ. Còn nếu như mà mình mà không tu thờ nào thì phước tán, giống như mây bay bồng bềnh biết trôi về đâu. Đó là người ta báo tin như vậy đó. Còn nếu như mà bản thân mình mà không lo tu hành là có khi bằng đêm bằng hôm người ta vô trong giấc mộng mình. Nên những đức nói rằng ở đây mà mấy đứa bé nhỏ mà nó tu mà như thường trụ mình đồ, mà tu mà không hết thờ mà bỏ đi ra ngoài, hương linh kéo cái chân kéo lên trên cái đọt cây giùm những đức đi. Không, hương linh á làm được á, những đức cho phép á, cho phép đứa nào mà tu trong chùa mình mà đang tu giữa chừng mà bỏ đi ra ngoài đi vòng vòng mình á, thì hương linh cứ tập trung lại hết giúp giùm những đức một tay, là nắm cái chân nó kéo lên cái đọt cây toàn ten cái đó. Chừng nào những đức ra, những đức kêu buông xuống thì buông xuống, mà coi chừng buông nhẹ nhẹ chứ buông nó chết luôn. Không, những đức nó nói rồi cái là nó dính rồi đó, tại vì cho phép rồi, hiểu không? Tu giữa chừng mà bỏ đi ra ngoài, hãy tu hết thờ đàng hoàng. Đã lên tu hết thờ. Từ khi có công việc gì mình đang tu mà người ta kêu mình, có công chuyện gì mới đi ra ngoài. Còn ai mà đang tu trong chánh điện này hay là tu ngoài rìa ngoài đó mà tu giữa chừng mà bỏ đi ra ngoài, như đức cho phép hương linh nắm chân kéo đi, kéo lên đọt cây á, giấu chứ. Nhớ nghe, ngày xưa dưới quê mà khi ma giấu người ta đó là nó kinh khủng, nó không biết làm sao á. Hỏi cái người đó bị ma giấu, hỏi ủa sao tự nhiên leo tuốt cho nó mà ngồi im gu chứ nè. Nó nói tự nhiên biết sao, tự nhiên leo lên đọt cây à. Mà leo dễ leo lắm, thường ngày đâu có leo được đâu, mà bây giờ leo một phát một lên tới trên đó, rồi ngồi trên đó, rồi tự nhiên đưa bánh cho ăn, rồi tự nhiên đưa cho mình ăn. Mình ăn vào thì cái miệng cứ ngắt dính luôn vậy đó. Rồi khi mà người ta đi kiếm thì người ta thấy ngồi trên đọt cây, thì khi mà người ta đưa xuống thì đưa xuống khó lắm. Xuống rồi thì cái trong miệng toàn là cứ bò không, mà lúc đưa cho ăn thì thấy bánh bò, mà lúc đưa xuống thì thấy cước bò. Nó lấy cước bò khô nó nhét vô họng, ghê chưa. Mà xưa dưới quê
mà nguyên cái bộ che chà gai không gai gai che đầy vậy mà không biết làm sao á, con người ta lại chui dưới tuốt trong cái bụi che ngồi trong đó trọn hỏn trong á, mà trong khi làm sao đi được mà không biết làm sao bị ma giấu là vậy đó, đem vô trong bụi che để trong đó mà kêu xung quanh kêu 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 quá trời luôn, liên bình đủ quê biết mà kêu người quá trời kêu ú ớ ớ, cuối cùng kiếm được rồi thì thấy trong miệng cứ bò không và ngồi ở trước giữa bụi che, người ta phải bắt cây đi vào để người ta đem ra, có không? Có mà. Nên những đức mà nói một cái rồi mấy đứa nhỏ nhỏ trong chùa này tu phải hết thờ nghe, làm việc phải nghiêm túc đó, còn tu ở đây mà tu giữa chừng mà đi ra ngoài là hương linh người ta xử lý á, nắm chân người ta kéo vô giường bông giấy. Mà hương linh đông lắm mà nó lợ mà nó làm nè, sao không lo tu đi à? Ừ, ví dụ như mấy đứa nít vô chùa ngoan nghe, dễ thương, quét chùa rồi sạch sẽ, lên trên điện tu rồi về ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy, hiếu với cha mẹ, nói thật không tham lam, rồi lễ kính, là hương linh người ta khen các con dữ lắm. Ta rất là khen các con đi, các con đẹp đó, mấy bé này ngoan dễ thương nè, nên hương linh người ta cũng khen, Phật Bồ Tát cũng khen, thầy trong chùa khen, là tức khắc các con có phước đẹp. Còn gặp mà các con vô đây mà không ngoan đi rồi con sẽ biết à, ở đây không có được đâu. Cái đứa mà không ngoan là ở đây không có được đâu, chứ mà biết. Có hai đứa bé trên Đà Lạt xuống, cái cô mà có cái có tật mà ngồi xe lăn, cô đưa đi đến đây hình như cũng ngồi nghe pháp, thấy bằng áo vàng đồ ngon lắm, chắc con nhà Phật tử ngon lành lắm á. Hai nhỏ thằng trai đứa gái, hai thằng hai đứa đó những đứa thấy cũng thương nghe, mắc cừ lắm. Bữa trước mới vô, vừa bước đến cô kia nói ở, không không ở đây đâu, buồn quá à. Những đức nói ai cho ở mà ở, tội trời vô đây chưa đóng cắt bạc không cho ở đây đâu, có cửa đó đâu, xin tôi chưa mà ở, tôi không cho ở chứ đừng nói mà nói ở, đi về liền cho tôi đi. Sống đâu dám đâu, biết gì ta gì ai giờ gì á, xong ở tới bữa nay, ở tới bữa nay luôn. Mà những đứa thấy cái thằng trai đó với con bé đó nhìn dễ thương lắm nghe, ngộ ghê á, nó có cái duyên sao chắc chắn là con Phật tử niệm Phật chắc chắn luôn, nó gặp mình là ai với đạo Phật cũng chào thầy. Nói ủa tới bữa nay chưa về nữa hả? Nhớ mẹ quá trời nhớ. Thằng trai á, thằng trai á, nhớ mẹ quá trời nhớ. Mà thấy nó tội nghiệp dễ thương nó ghê luôn. Xong vậy đứa nó không sao đâu con, mai mình về nó nhớ khóc gì. Thằng trai mà khóc gì, đi tu đi. Là bạn áo chàng đi tu, mà bạn áo chàng hơi xíu dễ thương lắm. Đứa trai thằng gái, ý thằng trai đứa gái à, không nhìn đứa nói đây là nhìn đứa khen các con rồi đó, khen hai đứa đó đó, nhìn đứa thấy nhìn đứa thương hai đứa đó đó, nhưng mà cái cách nhìn đứa nói vậy nó mà ở đây tới bây giờ đó, chứ gặp mà nhìn đứa nó thôi con gán ở đây đi là nó làm nư là nó không có bước ở đây đâu, nhưng mà nhìn đứa la nó vậy nó mới sợ nó ở đây luôn tới giờ, ở tới bây giờ luôn. Xong nhìn đứa thấy tội nghiệp, nhìn đứa kêu lại nè con ở đây cho cái bình đựng nước nè. Dạ. Rồi cho em con cái luôn đi thầy. Khôn ghê không? Đúng là khôn lắm. Xong nói còn bà cô bị có tật nữa cho bán cái luôn đi thầy. Kinh khủng không? Nhà đứa cho thêm cái nữa. Bữa sau nhà đứa gặp nó nữa mà không biết sao á, nó cứ ngồi ngay cái đoạn đường nhà đứa chuẩn bị đi ra không à. Bữa nào vậy chứ nha, chạy xe ra là gặp à. Xong nhà đức nói nè cho con cái ba lô về quải có phước. Dạ con thích ba lô lắm đó thầy. Ô thầy cho em con đại thêm cái cho thầy nữa. Xong nó nói thêm cái nữa, thôi cho bà cụ què cái cho thầy. Cái bà cụ què đó. Nên nhà đức mới nói là công nhận là nó khôn thiệt, mà nó rất là có duyên quý vị, nó không có tệ đâu. Nhưng mà có cái là nó ở trên kia quen,
ở tỉnh Thất Quan Âm á, nó quen, nó mới xuống đây nó chưa thích nghi quý vị. Nên mấy đứa nít vậy đó mình thương đó, là nó quen liền không nói dòng gió chứ. Chứ nó ở chùa quen mà, những đứa nhìn biết liền. Tới giờ đi tu bận áo chàng hai anh em đi, nó hỏi ủa hồi tối chủ nhật có lên ăn với các bạn không? Dạ không. Hỏi sao kỳ trời, nó nhỏ nhỏ ăn trên đó không? Con trai mà lên chảnh kỳ lắm. Con này cũng già xưa ác đạn luôn. Con trai mà lên chảnh kỳ lắm, có chút xíu riêu à, nó cười ghê. Thấy không? Nói nhiều câu rất là có duyên luôn. Thì mình biết rằng đúng rõ ràng con nít niệm Phật nó có duyên lạ kỳ. Nó rõ ràng luôn á, nhìn nó rất là có duyên luôn. Không biết sao á, tại mẹ nó trên cũng nghe pháp mình, bà cũng quý mến nhà Đức lắm. Cho hai thằng, hai đứa này xuống, nó cũng muốn xuống chùa kết duyên đó. Nó có cái duyên từ đó mà ra. Thấy chưa, mà niệm Phật là con nít nó có duyên lạ lắm. Nên nhà Đức nói mấy bé nhỏ nhỏ, con cứ niệm Phật đi là người ta thấy người ta thương à. Ngộ ghê vô cùng luôn á. Nhưng mà những đức là có cách của những đức. Đức làm gì đó mà giúp được đó chứ không phải giỡn đâu. Như người ta là người ta năn nỉ à. Mà những đức đâu năn nỉ, đức la một phát. Vậy đó mà ở được luôn à. Tới bữa nay thì nó ở đường vậy rồi. Cả tuần lễ thôi vậy cũng giỏi lắm rồi. Nếu thí dụ như mà nó muốn về thì bà cô mà có tật đó thôi đưa nó về đi tội nghiệp nó. Mai mốt nó còn có cơ hội xuống đây. Chứ đừng có ép nó quá, nó vậy là cũng dữ lắm rồi đó. Lọ mọ mà tới bữa nay luôn. Tối nay ở được nó đây luôn chứ không giận đâu. Nó bữa nào cũng thấy đi vòng, hai anh em đi chơi à? Đi chung hai anh em à? Nó ảnh ngộ lắm, xíu xíu à. Nó, nên hồi nãy nhà Đức qua đây là thấy bạn áo chàng đứng ngoài trước. Không cấp chạy xe đạp đi ngang là chuẩn bị qua đây. Bạn áo chàng chuẩn bị vô nghe pháp. Thấy rõ ràng luôn á. Thấy không? Nó nên mình thấy Phật pháp hay không? Già trẻ bé lớn bầu bì gì cũng tiếp nhận Phật pháp được. Mà tiếp nhận Phật pháp vì thấy Phật pháp như Đức nói có gì xa vời không? Nó là nhân sinh hoàn toàn luôn mà. Có gì văn tự cao xa đâu. Mà con người ta nghe được mà người ta lại vui nữa chứ. Mà nó đi từ chỗ này ra là ở đâu? Niệm Phật. Từ niệm Phật mà ra đó. Cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm, nó thiệt. Đừng có bỏ niệm Phật. Nên mấy đứa nhỏ muốn ở trong chùa là phải siêng năng niệm Phật. Các con phải siêng năng niệm Phật. Mỗi ngày phải bấm số niệm Phật. Bỏ niệm Phật là không có cơm ăn đó các con. Nhớ đó nghe trợ. Công đức niệm Phật lớn lắm. Nó, mình mà siêng năng niệm Phật nên mình mới có đồ ăn ngon. Mà người ta cúng đồ ngon cơ mà. Mình mà nghĩ niệm Phật là người ta cho đồ ăn dở. Thiệt. Đoàn của gia đình Liên Hỷ lên, có bà cô có nói lúc trước ông bạn con ai tặng ông cái máy nghe pháp của thầy, ông về cũng đưa cho con nghe. Trời ơi, con nghe thầy giảng mà thấy vui chứ ghê. Bà nói chuyện mắc cười lắm, bà đang ngồi kế góc cột kìa, nghe thầy giảng gì mắc cười chứ ghê thiệt chứ. Lên đây coi tôi có hô cỡ nào hỏi trời. Thấy ngộ không? Rồi sao mà nói ủa đâu có hô bao nhiêu đâu mà sao nói hoài hô hoài à? Thấy đâu có xấu xí gì đâu mà sao nói xấu hoài à? Thì nói vậy bà mới lên đây. Nói vậy bà mới lên tới đây. Nói bà mắc cỡ gì quay phim mà cứ tự nhiên đi, mắc cỡ gì. Thấy chưa? Cũng 60-70 tuổi. Thấy không? Mà nói chuyện tự nhiên vui lắm. Nên từ nơi đó mình thấy ông nghe mình giảng thôi mà thấy tự nhiên đơn giản mà người ta cười người ta vui. Bà nói tao ơi ở nhà nghe cười quá tao cười luôn. Cười vậy đâu mà từ sáng cười cho tới tối, mà từ tối từ cười cho tới sáng. Khi mà ngủ cũng cười luôn á thầy ơi. Ông mà nhiều người dưới quê tao nói chuyện dễ thương lắm mấy vị. Ngộ ghê. Mấy vị biết rằng những điều như thế nói chuyện đơn giản vậy thôi mà làm cho tao nó dẫn dắt nỗi buồn đi. Cái cách nói chuyện những đức là nó dẫn dắt nỗi buồn đi quý vị à. Vì hỏi lại phương pháp gì? Nè phương pháp nè. Khi có người mình cười là hết buồn, mà buồn là hết cười. Đúng không? Cười là hết buồn, mà buồn thì hết cười. Nên quý vị mỗi ngày mà buồn là không bao giờ cười.
mà cười là không bao giờ buồn, đúng không? Rõ ràng 100% luôn. Trong cuộc đời này quý vị nghĩ đi, ai cũng sẽ chết một lần. Bây giờ chúng ta buồn cũng chết, mà vui cũng chết. Vậy nhìn Đức hỏi quý vị buồn chết hay là vui chết? Vui chết ngon hơn. Nên từ nơi đó thà mình vui mình chết, chứ đừng có đi buồn chết. Vui chết bèo gì cũng lên chờ. Cái mặt tươi vui, không buồn giận hay để trong tâm, dù không có niệm Phật cũng lên chờ ở. Hoặc có đi đến cõi người đi chăng nữa cũng đi sanh vào nhà tôn quý. Còn vì mà buồn buồn là chắc chắn bị đi đâu là biết rồi. Ở đâu phải không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba loài này buồn khổ nhất. Nên có người mà buồn là tương lai chuẩn bị đi, tam đồ ác đạo đang chờ mình. Nên có người mình vui để sống, mà vui này là vui niệm Phật, vui ăn chay, vui sống hiền thiện, đúng không? Mình vui gì mình sống là mình đặc biệt rồi. Bây giờ tất cả các cô thấy Phật pháp hay không? Quá trời hay luôn, hay vô cùng, vô cùng hay. Sao? Nó bây giờ mấy người coi, nhìn những ngôn nhìn tướng kìa, dữ dằn chưa? Những ăn nay mặt tròn vo giống địa kìa. Những phát ông thầy già nó, những đức qua đó nói với thầy, những đức nói thầy thể ông mà tương lai Phật rước ông á, chắc chắn luôn Phật rước ông luôn, ông hiền quá, thấy không? Mà ông quá nhiệt tình, nhưng mà đối với mấy bà già già ông đừng có lỡ nói chuyện, tại vì ông dễ thương quá, ông hảo tướng quá, mà ông nói chuyện với mấy bà già già để mấy bà động tâm ông. Nên nhận đức nói rằng ông muốn giảng sanh thì ông lo niệm Phật thôi, ông lo chơi với ông thầy những ngôn rồi thôi, chứ đừng có mà nói chuyện với mấy bà già, tại ông trong đây là đẹp nhất trong những người già trong đây, hiểu không? No. Mà ông mà nói chuyện với người ta mà gặp mà người ta có chồng ở đây nữa là có ngày. Không, cái này nó kỳ lắm. Mình nói chuyện với ai thì ví dụ như người ta không có chồng người ta, chứ mình nói chuyện với mấy bà có chồng là nguy hiểm. Họ lấy cái cây họ chọt dưới đít mình cái là rồi xong à. Nó kỳ cục dữ lắm. Già già chứ ghen ghen à. Mà già nó ưa cầm xà beng lắm. Nguy hiểm. Không, ông bây giờ ông hiền, ông cố gắng niệm Phật nha. Siêng năng niệm Phật. Đó. Nên trong chùa mình hồi xưa giờ ông già bà già là lo tu niệm Phật không à. Chứ không có ông già bà già nào mà nói chuyện với nhau tâm tình hết. Đúng không? Đó. Nói chuyện tâm tình là nguy hiểm lắm. Sau này trở ngại con đường giảng sanh. Đúng không? Nó Nhân Đức nói mà cả già nhất đi tu cũng gì. Già cỡ nào già, nhưng mà cái tâm mình đã đi tu rồi thì dù cho cỡ nào mình cũng chung thủy với chồng mình thôi, chứ không có bao giờ mà nói chuyện với đàn ông già nào nữa chứ. Vậy thì mới được, nghe không? Nó thấy mà mỗi lần mà ổng cứ ngồi ngay cây xài và đó, những đứa kêu ông đừng có ngồi cái cây xài đó nữa, tại ông là nhiều người già để ý ông lắm. Ông vô vọng ngồi vô chánh điện được, ngồi ông từ chối hết tất cả những cuộc gọi. Từ chối cái cuộc gọi nha, chứ ông ngồi ngay cây xài hoài mà. Rồi mấy bà chạy xe đạp đồ đi ngang cứ ghé ghé tâm sự đồ đậy kia là kỳ lắm, nghe không? Là ông mai mốt là kẹt nha. Bữa đó ông nói chuyện với cái bà nào đó mà bà có chồng ở đây, ông chồng lại Nhân Đức nói một câu vậy nè: thầy nói với ông thầy thể lo niệm Phật đi, chứ ổng thì không có ý gì đâu, nhưng mà có ngày con tức lên coi chừng. Nghe câu đó là thầy ớn rồi.
rồi xanh mặt xanh mày, không dám suy nghĩ tới luôn, nghe không? Thôi yếu quá, lỡ cụng cái cũng chết, hiểu không? Nên nguy hiểm lắm quý vị. Trong chùa nhiều người già nhưng mà Đức cũng nhắc nhở đó chứ không dẫn đâu. Tuy già già vậy chứ có một lần hai ông này, ông gì bà, ông già với bà già này ngồi trên cái ghế, những Đức đi tới, những Đức coi thử, nghe thử coi nói gì. Rồi xong cái ông già, ông hỏi bà già. Ấy ở đâu đến đây vậy? Không mà bà già ngủ ghê, bà già mới trả lời nè. Ấy ở Cà Mau. Bà lượt câu á, lượt câu, lượt tiếng. Nếu mà trả lời thẳng thì cái tiếng nó già quá, nếu trả lời thẳng thì ấy ở Cà Mau, đánh đời. Cái bà trả lời kiểu như người con gái mắc cỡ ngày xưa. Ấy ở Cà Mau á. Rồi xong bà hỏi lại là người đó ở đâu vậy? Rồi xong ông trả lời người đó ở Sóc Trăng. Rồi xong Nhân Đức á chen cái đầu vô, Nhân Đức nói còn tôi ở An Giang. Tôi ở An Giang nè. Trời ơi. Rồi xong á hai ông bà đứng lên. Ủa cái gì à? Nhân Đức nói cái gì hả? Tôi nghe từ đầu tới cuối hết trơn. Cái gì? Nó đâu có gì đâu. Trời ơi ghê thiệt, thấy chưa? Thường kêu tên không mà khi ngồi riêng với nhau ấy. Trời ơi kinh thiệt chứ. Ấy ở đâu vậy? Ấy ở Cà Mau. Rồi trả lời hỏi lại người đó ở đâu vậy? Sóc Trăng. Xong Nhân Đức tới đoạn này đưa cái đầu vô, còn tôi ở An Giang nè. Trời ơi kinh khủng thiệt chứ. Nè, bởi vì mà đâu mà tôi cũng xuất hiện, nguy hiểm. Bên cạnh tôi đều có điệp viên không không thấy, hiểu không? Nên mấy ông cụ mà như bố trí đồ gì đó tướng phong độ quá, nên bây giờ phải cố gắng niệm Phật để sanh cực lạc. Hiểu chưa? Nó bên đây còn nguyên một vàng, ở đây là như mấy bà bên đây chín mấy tuổi mà còn bảnh quá trời luôn. À, ngộ lắm nghe, không mà nữ vẫn là nữ thì ngộ ghê. Có lần nhìn Đức thấy cái bà cụ này 92 tuổi. Bà lợ bà nói chuyện với cái ông già, bà làm nè. Nè biểu nè. Trời ơi bà đối bụng, sao ngộ vậy trời. Chín mấy tuổi mà cái loại này nó còn chưa bỏ nữa. Ngộ ghê. Biểu nè. Rồi xong cái mặt gì nè. Mà đâu còn cái găng nào nữa đâu, bặm môi. Bặm vô cái mớm luôn à. Hồi xưa thì mình còn răng thì mình biểu nè, thì mình còn nỏng na nỏng nỉu nè. Hiểu không? Còn bây giờ thì kỳ quá, chín mấy mà biểu nè. Trời ơi nó cong vô luôn. Ghê thiệt. Không ngộ ghê nha. Bởi cái cõi này nó ghê lắm chứ không phải bình thường đâu. À, cõi này ghê lắm. À, nên thôi mấy người lớn lớn tuổi niệm Phật luôn. Oh.
quyết tâm về Cực Lạc kia. Trời ơi, cái cơ hội tôi còn sống đó, cố gắng mà niệm Phật đi, lo cho, đừng có biểu nè. Trời ơi, mình đứng mình nhìn nó sao ngộ ghê chợ, 90 mấy tuổi rồi mà biểu nè, mà quay qua cái mặt làm nè. Ngộ ghê luôn à, mà làm cái tay ngộ lắm. Mà thường ngày là tay cứng ngắc rồi nghe, mà tự nhiên lúc biểu nè cái tay thì sao á, không nó hiện cái tướng gì kỳ kìa, biểu nè à, mà thấy mình bất cười đấy ghê. Mấy con nhắn lạ kỳ, bởi vì nuôi người già nhiều cái vui thế ghê. Hồi nãy như Đức tiếp một gia đình từ bên Mỹ về, định cư bên Mỹ, mới nhìn thì nhìn họ sang trọng được, điều kiện đầy đủ. Chứ khi nói chuyện với họ, những Đức nhìn qua đứa con trai ngồi kế bên, thì những Đức thấy gia đình này chắc chắn có vấn đề. Nhìn người con trai nặng nề tâm trí quá, như bấn loạn, bị chết nặng, không xả ra nổi. Khi nói chuyện với họ, càng nói thì càng đi sâu vào câu chuyện. Thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá. Khi cha mẹ nó hỏi một số việc Phật pháp, nhưng Đức trả lời xong, thì ba mẹ hỏi, con có chuyện gì hỏi thầy hay không? Nó kêu ba mẹ đi ra ngoài, con hỏi thầy riêng thôi. Mình nhìn thằng nhỏ, anh biết thằng nhỏ nó có việc rắc rối của nội tâm nặng nề. Tuy là nó có điều kiện, có gì nó giàu, định cư bên Mỹ, cuộc sống cha mẹ lót sẵn một điều kiện cho nó lớn vô cùng. 20 tuổi cha mẹ lót cho nó một cái nền móng về sự nghiệp lớn, nhưng nó không cần sự nghiệp đó. Nó nói những đứa một câu rằng, con chỉ cần con được thoải mái thôi thầy. Có nghĩa là mẹ con luôn luôn đặt con vào cái chỗ là mẹ con nói đúng, tốt. Con không có một cái quyền tự do gì cả. Con không thoát được cái tâm nặng nề vô cùng, có khi con suy nghĩ con chuẩn bị chết thôi. Nói xong khóc quá trời. Xong những đứa lắng nghe tâm sự của nó. Xong bắt đầu là những đứa mới kêu, bây giờ con muốn giải quyết vấn đề là phải kêu ba mẹ con vô đây. Kêu ba mẹ vào thì nói chuyện một chút, rồi bắt đầu là mình mới đưa cái kết luận. Xong nó thông cái tâm nó rất là vui luôn. Những đứa bỏ ra cái thời gian mà từ lúc mà 4:15 mà những đứa nói chuyện cho tới còn 13 phút nữa là 6 giờ nói chuyện với gia đình nữa không. Xong những đứa chạy về tới bên phòng là còn đúng 8 phút nữa là những đứa phải đi cạo đầu tắm. Những đứa qua tới bên đây là 6:04. Thì coi cái cảm giác mà một cái công việc mà làm việc đầu óc rồi chạy đôn chạy đáo vậy qua giảng pháp cho vị nghe. Vì những đứa phải hồi phục cái tâm trí mình lại bằng cách nào? Lúc những đứa cạo đầu. Lúc những đứa cạo đầu là lúc để những đứa hồi phục hoàn toàn lại năng lượng. Bằng cách nào? Lúc những đứa cạo đầu, những đứa cứ buông xuống tất cả vạn duyên, những đứa niệm Phật. Nhẹ nhàng có Phật hiệu niệm, cứ cạo đầu rồi cứ mình cứ nhép môi niệm Phật, cứ cạo đầu. Rồi lúc những đứa tắm là lúc những đứa phải hồi phục năng lượng bằng cách niệm Phật. Là tắm kỳ cọ, xà bông đồ là niệm Phật hết. Rồi lúc chế nước, xịt nước đồ toàn bộ là để hồi phục năng lượng. Để những xóa tan sạch hết tất cả những cái cuộc nói chuyện mà với họ gần 2 tiếng đồng hồ, xóa hết ra khỏi tâm trí của mình, để cho nó nhẹ, đầu óc hoàn toàn hồi phục lại. Trong khoảng thời gian những đứa tắm và cạo đầu để hồi phục năng lượng. Rồi từ bên đó phải đi xiết qua đây vì thấy đứng lên rồi à. Rồi xong những đứa vừa qua tới đây thì nghe những ăn nói cho ngồi xuống. Thấy không? Có nghĩa là những đứa muốn nói cho quý vị nghe, vì sao mình vui đặc biệt như vậy? Vì sao cái cảm giác năng lượng đầy như vậy? Vì sao? Vì mình cảm thấy rằng cuộc đời mình sống có ý nghĩa. Ngày xưa chưa bao giờ mình giải tỏa một cái gì rắc rối cho người ta, nhưng người ta phải chịu cái áp lực, người ta muốn tự chết, mà gặp mình nói chuyện một phát một người ta cởi mở tâm tư, mà người ta quỳ xuống trước mẹ người ta biết xin lỗi với mẹ người ta. Những điều con nghĩ mẹ sai,
những điều con nghĩ mẹ không đúng, những điều con nghĩ mẹ áp đặt con, thì những đức vạch cho nó thấy rằng bây giờ những đức muốn có một người mẹ áp đặt như vậy. Những đức còn không có, 5-6 tuổi những đức đã mất mẹ. Từ nơi đó những đức mong muốn mình có một người mẹ để áp đặt mình như vậy, mình không có. Bây giờ con cảm thấy con hạnh phúc, con có điều kiện, mẹ con thương con, mẹ nói nhiều một chút cũng vì mình thôi. Đặt mình vào mẹ có trả lương gì không mà phải nói hoài, con có chịu nói như vậy hay không? Thằng con trai 20 tuổi nó mới nhìn nhận ra và nó quỳ xuống xin lỗi mẹ, nắm tay mẹ, nó ôm mẹ, nó khóc, hai mẹ con khóc. Tự nhiên mình thấy Phật Pháp quá hay. Vì sao? Vì Phật Pháp rèn luyện mình trở thành một con người sống cảm thấy mỗi ngày đều có ý nghĩa. Mỗi ngày đều có ý nghĩa. Nếu ai tiếp nhận được Phật Pháp, đúng rõ ràng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Vì sao? Vì Phật Pháp nó giải tỏa, nó giải tỏa tâm tư của mình. Cái thằng trai 20 tuổi nó nói rằng mẹ con cứ nói con, mẹ cứ nghĩ con làm không được chuyện gì, mẹ không bao giờ tin con rằng là con làm được chuyện đó. Mẹ con hoàn toàn nói con là người vô dụng, không làm được một chuyện gì cả. Khi mẹ con la con tức lắm. Con niệm Phật thầy, con niệm Phật mà con bích tâm trí con lại, con không muốn nghe một cái gì. Nhưng đức nói sai hoàn toàn, con thay đổi lại. Vậy con phải làm sao? Phải nghe để nhận thức được đúng sai. Khi người ta la mình, con coi có việc người ta la mình đúng không? Đúng, mình hư rồi sửa. Người ta la mình không đúng, mình rút kinh nghiệm để đừng phạm phải. Con mở tâm trí ra, con nghe. Con nghe xong rồi cho nó đi qua khỏi cái lỗ tai con, đừng đặt vào tâm con nữa. Vậy thì con tức khắc nhẹ, nói một câu một thôi nó bừng tỉnh tư tưởng nó liền. Nói vậy là từ xưa giờ con cứ là bích tâm trí lại, con không muốn nghe mà con lại đè phục nó. Cuối cùng con trở thành một người trầm cảm nặng nề và chết nặng, muốn đi vào cái tự tử, muốn chết luôn. Tự nhiên khai thông tư tưởng lên cái nhẹ nhàng cái tâm trí liền. Thì ra rõ ràng con người sống trong cuộc đời này khổ đau là do chấp giữ, không có lối thoát, hiểu không? Mình bỏ vào mà chữ vào đó, như mình là một cái bồ để mà chữ vào vậy. Giống như mình là một cái kho đem tất cả những cái loại mà gọi là xà bằng liễn vào để chữ trong đó. Rồi cái mùi xà bằng này nó dữ dằn và nó bốc mùi lên, thì chúng ta cảm giác như mình bị chết nặng. Thật sự thì nó không có xà bằng, nhưng do chúng ta đem vào, bỏ vào đó những cái vừa lòng hay không vừa lòng cũng nặng nề trong tâm trí. Vừa lòng thì quá thích, nhưng khi quen ngược không vừa lòng thì nặng nề. Từ nơi đó mà cái kho chúng ta chứa nhiều quá nên nó bị nặng nề thôi. Chứ nếu như mà chúng ta biết chữ cái kho là câu ai với Đà Phật, còn những cái buồn vui trong cuộc đời thì tùy duyên đến tùy duyên đi, thì con người vô cùng an vui và tự tại. Thật sự an vui và tự tại. Nên rõ ràng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Nên rất là nhiều cái gia đình cha mẹ cứ cho rằng việc đó là cha mẹ đặt để cho con là đúng, là đúng, là đúng, là đúng, hoàn toàn là đúng. Con không có một cái gì đúng cả, con nói cái gì cũng là sai. Cha mẹ là người có kinh nghiệm, con nói ra không có đúng. Nếu gặp một con người học Phật mà thoát được thì không sao. Nhưng con người thế gian là hoàn toàn sẽ bị chết. Tại người thế gian họ bị chết là họ bị áp đặt. Nó cho đó là áp đặt. Nó cho đó là áp đặt. Còn người học Phật thì cho đó là thoát tâm. Khi mình nghe rồi nó thoát tâm nên nó không có sao chứ. Còn người thế gian, người cha làm cha làm mẹ kinh nghiệm, đừng bao giờ cái gì cũng áp đặt con và hãy cho con cơ hội. Thí dụ như đứa bé này từ nhỏ tới lớn mẹ nó bảo vệ nó vô cùng. Những đứa nói mẹ con rất là bảo vệ con nên con trở thành gà công nghiệp. Bảo vệ đến mức mà là gà công nghiệp luôn, để chờ ngày đem ra làm thịt thôi, chứ không có gì đặc biệt. Những đứa từ khi 6 tuổi mất mẹ, những đứa phải kiếm ăn mọi cách. Những đứa đi làm hay đi kiếm ăn đều bị chữ, bị gầy. Những đứa phải dùng cái giác quan nhạy bén của mình phải chuyển biến sự việc của nó. Nên những đứa trở thành người trưởng thành đặc biệt. Còn con thì nếu 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, khi một ngày nào mẹ cha con mất đi, con trở thành người vô dụng. Vì con mất sự tự tin về bản thân. Người mẹ cha thương con mà lại đưa con vào một cái gì? Đưa con vào một cái thế là con trở thành kẻ vô dụng. Rèn con trở thành người vô dụng. Nó không bao giờ tin tưởng con bất cứ một cái gì làm được hết. Tất cả những người trong vô chùa mình, người nào cũng có cơ hội làm được chuyện. Từ nơi đó mà trẻ con vào chùa mình cũng có sự tự tin. Tại vì nó làm được chuyện đó, nó sẽ vui vô cùng. Ồ, thì ra mình cũng làm được điều này à.
Thì ra là mình làm được điều này. Người làm cha làm mẹ đừng có cái gì cũng chê con mình, hãy coi lại ưu điểm của con, một điểm gì đó để tán thán con, để con phát triển. Nếu cái gì cũng cho con hoàn toàn sai như vậy thì con lúng luôn. Như thằng bé nó nói rằng mẹ có cái gì cũng nói con hoàn toàn không có khả năng và con hoàn toàn là sai, con thất bại, nên con cảm thấy con chán nản vô cùng, thấy chưa? Nên mình nghe những tâm sự của trẻ em đi, rồi chúng ta sẽ biết cách dạy trẻ em như thế nào. Tại sao nhiều cháu đi vô chùa mình, các cháu lanh lẹ, mặt mày sáng sủa, đẹp, có lên 4-5 kg, con gái bữa nay đẹp quá trời, mấy nhỏ 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 dưới đó quay phim mấy chú, mấy đứa nhỏ mấy chú, thấy không? Tại vì sao? Nó vui vẻ, nó dễ thương, nó đẹp. Có nhiều đứa lên 4-5 kg, có đứa bé nó chạy là thầy thầy con ở đây 3 tuần mà con lên được 6 kg thầy ô. À, là do cái gì? Cái cháu được học Phật đó không? Đặc biệt vô cùng. Nó, cái đứa bé nhỏ, nó 14 tuổi mà nó to con đó. Nó 14 tuổi mà chắc con bé này chắc cũng cỡ 6 mấy ký. Chắc chắn nhỏ này 6 mấy ký. Nó đứng như liên diệu mà cũng xây sức. 14 tuổi nhìn nó cũng xinh dễ thương, quyết định đi tu. Mẹ thì có thể đồng tình, cha thì không chịu. Cha không chịu. Mà bé nó quyết định nó đi tu luôn. Quyết định đi tu luôn mà. Xong nhìn Đức hỏi, cái quyết định của con được bao nhiêu phần trăm? Nó lại dạ 100%. Nhưng còn quá nhỏ, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu người nhỏ trong đây cũng tu được. Thì những gì người ta làm được mình làm được. Sự tự tin nó phải cực kỳ mạnh mà. Mà là sự chọn lựa của mình là mình phải cố gắng. Đã chọn lựa rồi thì cố gắng à. Nói giống như cái Thảo ở đó vô chùa mình có bao nhiêu là mới có 14 thôi à. 14 mà 13 tuổi. Mà bây giờ người ta đã mười mấy à 15 tuổi rồi. Đó, Thảo 15 tuổi. Mà Thảo năm nay cũng 72 kg. Thấy chưa? Người ta bữa nay người ta như thợ nấu, người ta nấu ăn ở trong bếp luôn, 15 tuổi. Con thấy chưa? À, giờ có nhiều bạn còn nhỏ tuổi hơn con. Người ta đã vô chùa tu được. Sự tự tin nó phải cực kỳ mạnh mới làm được. Đi trên con đường Phật pháp này là mình đã sự chọn lựa, phải tự tin chính mình. Bất cứ những gì người ta làm được mình đều làm được hết. Sự tự tin nó giúp cho mình có niềm vui. Vì sao? Con người mình có sự tự tin là mình không có sự sợ hãi. Thêm cái nữa, mình sống đây như một đoàn thể. Giống như lúc trước chú Mạnh đi tu, ba không đâu có chịu đâu. Ba nói rằng chỉ có một cây một chai mà thôi. À, một cây một trái. Bây giờ mày không cho trái nào nữa rồi ai nói giỏi tâm đường. Ghê không? Mẹ thì có thể nhẹ nhẹ, còn ba là không đồng tình luôn á. Ba không chịu luôn, từ luôn. Rồi cuối cùng bây giờ lâu lâu vô đây hoài. Không thấy chú Mạnh tu được rồi. Rồi sau này có khi gì già mà chú Mạnh nó còn lui ba mẹ luôn nữa chứ. Đó. Nhiều người ngoài đời ta nghĩ đi tu là tiêu rồi. Quay phim thấy coi có tiêu không? Có tiêu không? Những đức mà không đi tu nó mới tiêu nè. Ơi. Đó là cảm ứng. Cảm ứng đạo giao. Nhận đức mà không đi tu mới tiêu. Tiêu cái gì? Con người bây giờ chắc phải suy sụp lắm. Không biết cái chặng dịch bệnh còn sống tồn tại hay không. Cái kiểu ăn nhậu bê tha nên mấy con dịch Covid nó thích. Nếu nhận đức mà không đi tu giỏi lắm, có một người vợ, có một đứa con thôi, còng lưng một gia đình nhỏ.
Bây giờ Nhật Đức lại có một đại gia đình lớn, mỗi ngày cũng sống vui vẻ vô cùng. Nhìn từ chỗ này đi, học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Bây giờ mỗi ngày Nhật Đức sống có ý nghĩa, làm việc có ý nghĩa. Nhật Đức từng nói rằng mười mấy năm Nhật Đức trên thành phố sống cũng không bằng một ngày Nhật Đức sống trong chùa. Đây là Nhật Đức nói bản thân Nhật Đức nghe. Nhật Đức không có nói người trên thành phố nghe. Nhật Đức nói bản thân Nhật Đức khi ngày xưa trên thành phố. Mười mấy năm cũng không bằng một ngày Nhật Đức bây giờ được sống trong ngôi Tam Bảo nữa. Tại vì mười mấy năm nó đa phần Nhật Đức đi tạo nghiệp không. Bây giờ trong chùa mình có những giây phút mình tu phước tu duyên, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, nên Nhật Đức cảm giác con người mình phải làm một cái gì đó trong cuộc đời khi đến cái cõi này. Có thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó, gặp thiện trí thức chia sẻ dạy mình càng khó. Những duyên này mình đã có rồi thì con người mình vô cùng tự tại, sống vui vẻ tự tại những ngày tháng, đặc biệt lay quay thứ bảy chủ nhật phục vụ chúng sanh, lay quay lễ người ta về tu phước tu duyên, mỗi ngày làm những việc ý nghĩa lo cho nhau. Thật sự mà nói, chúng ta sống ở đây là đang lo cho nhau, mỗi người chúng ta là đang lo cho nhau. Tuy là mình nói mình nuôi các cụ già, nhưng các cụ già đang nuôi mình luôn. Vì sao? Vì nhờ các cụ mình mới có cơ hội mình làm, rồi người ta mới nhìn ra cái đoàn thể này đặc biệt vui vẻ an lạc, rồi người ta thấy như vậy mà người ta mới muốn cúng dường. Chứ nếu như mà bây giờ người ta thấy cái nội bộ này đơ, con người toàn là chia rẽ, không có sự đoàn kết thương yêu, thì ai cúng dường cho mình sống? Và người ta đi đến chùa, cái lễ chánh điện, thấy nguyên một cái dàn người già niệm Phật lễ Phật. Ta bước ra phía sau thấy các cô nấu ăn cho những người già này niệm Phật lễ Phật. Ta bước qua mày kia thấy mấy chú mấy thầy sửa sang bông giấy. Người ta nhìn từ đó mà tự nhiên cái cảm giác người ta thấy ngôi chùa này được. Cái phước sanh là từ cái tâm quan hỷ. Người ta vừa đến chùa thấy cảm giác quan hỷ. Mà cái từ trường chùa này tốt là từ đâu? Là từ cái cảm giác con người sống ở đây yên vui. Yên vui rồi từ trường này nó phát lên. Cái cô kia đạo Thiên Chúa, cô vừa đến ngôi chùa mình thôi, cô cháu và cụ 100 tuổi mới nói câu gì nè: con đi đến nhiều nơi con thấy nó u ám lắm thầy, mà sao con đi đến đây con thấy sáng quá, con thấy vui vẻ tự tại quá, bình an quá. Cô bữa nay á xin bộ đồ, bữa đó ngay cái buổi chủ nhật lại gặp Nhật Đức: dạ thưa thầy, cho con xin cái áo nâu. Thầy bà đạo Thiên Chúa bà không biết, bà xin cái áo nâu. Xong Nhật Đức kêu liên hỷ dẫn cô lên gặp cô Xuân, tặng cho cô bộ đồ lam, bộ đồ nâu gì cho cô bạn. Quý vị coi. Mà ban đầu cô vô nghe cô nói một câu này nè: dạ thưa thầy, con đạo Thiên Chúa, con vô đây con thăm bà con luôn luôn duy trì cái đạo của con thôi, ai niệm Phật là niệm, con ngồi đây con cầu nguyện cho bà con mau khỏe, được không thầy? Nói được, việc này tốt mà, con cứ làm cái chuyện đó là tốt, có sai cô cứ làm đi. Hai ngày sau cô gặp lại Nhật Đức, cô nói rằng công nhận người trong chùa này toàn là thiên thần không à. Kinh Chúa ta thường là người thiện, người vui, người ta gọi là thiên thần, thiên thần hộ mệnh, hiểu chưa? Có nói người trong chùa này thiên thần không à, người nào cũng vui vẻ, người nào cũng giúp đỡ con chứ, đặc biệt quá, thích quá, bữa nay con niệm Phật theo họ luôn thầy. Thấy chưa? Thì có ép người ta không? Không. Người ta có sự tín ngưỡng của người ta, tự người ta cảm nhận được sự tín ngưỡng đó, tự người ta cảm nhận đi. Nên năm xưa khi mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày qua bên Úc Châu, nghe nói rằng xung quanh đây đạo Thiên Chúa không, mà quý vị cứ học Phật, quý vị cứ sống sao vui vẻ cho tốt. Tự nhiên những người xung quanh nhìn thấy, bước qua bên Tịnh Tông của Hòa Thượng Tịnh Không hỏi: các vị mỗi ngày học cái gì mà mỗi ngày vui như vậy? Thì Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là: chúng tôi học vui, học hạnh phúc, học bình an. Ủa, học cái gì mà được vui, hạnh phúc và bình an? Là học Phật. Ủa, chúng tôi cũng muốn học Phật, muốn học hạnh phúc, muốn học vui, muốn học bình an. Ừ, vậy thì chủ nhật qua đây học, thứ bảy đi đến chỗ kia học, được rồi, đâu có gì đâu trở ngại. Thì họ hỏi đại lão Hòa Thượng Tịnh Không: như vậy thì chúng con đi đến đó con học cha, vậy con đi đến đây con học Phật có sai hay không? Không. Cha mẹ luôn luôn muốn con mình hạnh phúc, bình an và vui.
Mình học với Chúa là học cha, học với Phật là học thầy. Cha mẹ nào cũng muốn chúng ta được gặp thầy thương yêu, giúp đỡ, giúp cho mình bình an, vui vẻ và hạnh phúc, đúng không? Việc này không có trở ngại. Nên tất cả mối đạo đều có sự câu thông để giúp đỡ nhau, không có trở ngại gì cả. Nên chúng ta có quyền tín ngưỡng, miễn mình học được tốt, miễn được vui, được hạnh phúc. Quý vị coi, cuộc đời con người mà mỗi ngày có nụ cười, có hạnh phúc, sống có ý nghĩa, vậy thì hạnh phúc biết bao. Đúng không? Đó, cái điệu niệm Quan Âm là cái điệu đó nè, biết bao. Nên từ nơi đó mà hết mệt đó quý vị. Đó, nhiều người ta không hiểu. Phật Bồ Tát là muốn chúng sanh an lạc, vui vẻ, mà người ta không hiểu. Có những cái vị giống như thật chất gì mà làm cho người ta đuối te tu, nghỉ tu luôn. Có những cái vị giúp cho người ta vui mà người ta lại hưng khởi. Cái này mới là cái quan trọng của Phật Pháp. Nên phải nhìn nhận cho sâu sắc kìa. Đó, quý vị coi, như nãy cặp vợ chồng đó ban đầu gặp như Đức hỏi: thầy niệm Phật mười mấy năm như vậy, thầy có đi vào nhất tâm chưa? Như Đức nói: gặp đồ. Những Đức nói rằng là những Đức nhất môn mà chứ không có nhất tâm. Là chuyên nhất niệm Phật, nuôi người già. Ủa thầy học Phật mười mấy năm vậy được lợi ích gì thầy? Những Đức nói rằng là ngày xưa những Đức ở ngoài đời một mình lo không xong. Bây giờ trước nhất là nhân sinh, những Đức đang lo gần 2.000 người mà mỗi ngày được yên ổn và vui vẻ. Theo cô nghĩ học Phật có lợi ích hay không? Nhiều thôi. Ngày xưa ngồi nói chuyện cho 1-2 người thì được, nhưng bây giờ nói chuyện cho nhiều người nghe mà được. Ngày xưa nói chuyện cho 1-2 người còn cảm thấy bực mình, bây giờ nói cho nhiều người nghe mà cảm thấy có niềm vui, có nụ cười. Cô thấy Phật Pháp như vậy có lợi ích không? Mỗi người mà chỉ cần nhận thức như vậy thì con đường mình học Phật có lợi ích hay không mình biết liền. Đúng không? Mình học Phật mà lợi ích hay không mình còn không biết, chịu thua. Đó. Còn ngày xưa thì dặn hờn dai còn hơn cái gì, bây giờ không có dặn ai mà để trong tâm. Vậy là được không? Bà nói: được quá chứ thầy, con là dặn chồng con hoài á thầy ơi. Bây giờ chồng cô mà cô còn dặn. Còn những Đức khắp nơi nơi người ta về xa lạ, mà những Đức lo cho người ta mà không có đòi hỏi tiền bạc gì, mà những Đức dặn vui vẻ như vậy thì cô nghĩ học Phật được lợi ích không? Cô nói quá lợi ích. Không? Rồi ngày xưa ăn nhậu bê tha đủ thứ chuyện, bây giờ lại bỏ rượu, bỏ nhậu nhẹt, bỏ đi chơi. Vậy thì cô thấy học Phật được lợi ích không? Mà Như Đức lại vui, khỏi cần đi chơi mà vui, mà lại biết thương con người lại biết thương con người. Như Đức hỏi cô có thích người ta thương cô không? Dạ thích. Vậy thì cô có thương người ta không? Dạ không. Con thương chồng, con thương con thôi. Con có thời gian thương người ta. Thì Nhân Đức nói rằng: cô biết vì sao niềm vui cô ít không? Tại niềm vui của cô chỉ đặt có 2 chỗ, mà thương mà lại còn bám chắc, nên cô sanh ra cái khổ đau. Có những cái cô đặt để cho con cô, chồng cô, thật sự là cô tốt, không có xấu, nhưng cô đặt người ta để làm người ta nặng nề, nên cái nặng nề thì cô trở thành xấu rồi đó. Tuy là cái ý nghĩ, cái làm cô không có xấu, nhưng hành động của cô không cởi mở là xấu. Ngày xưa những Đức chỉ biết thương bản thân mình, cô hơn những Đức. Bây giờ cô còn được thương chồng và thương con. Còn như Đức ngày xưa không có chồng hay cái vợ để con mà thương. Bị đi. Thầy, bị đi. Nên bây giờ mình đâu có vợ con đâu, cổ còn có chồng con để thương, mình đâu có vợ con đâu mà thương. Mình chỉ thương mình thôi mà còn chưa xong. Hiểu chưa? Bây giờ mình học Phật mà bây giờ mình thương quá trời nhiều người luôn. Vậy là mình thấy hạnh phúc không? Thương người mới là hạnh phúc. Vì khi quý vị thương người thì quý vị sẽ tha thứ cho người à.
thì tức khắc quý vị sẽ hạnh phúc. Thật sự quý vị khi thương ái quý vị sẽ tha thứ cho người ta. Quý vị có giận đi chăng nữa cũng là giận hờn vu vơ thôi. Thật sự nó giận hờn vu vơ thôi. Mà nếu người đó biến mất trong cái cõi đời này, quý vị sẽ đau khổ cùng cực. Quý vị sẽ cầu nguyện cho người đó tồn tại đi. Tôi sẽ không bao giờ dám giận hờn người đó nữa. 100% luôn á. Có cái bà kia bà thương chồng bà lắm. Chồng bà làm cái gì sai bà nói nè, chết đi. Bà nói câu tức, cuối cùng đi ra đường xe đụng ổng, nằm bệnh viện. Xe đụng ổng nằm bệnh viện chứ sao. Cuối cùng thì bà vô bệnh viện, bà quỳ ngay chỗ cái giường ổng. Bà nói chỉ cần anh khỏe lại, từ hôm nay em không dám nói một tiếng gì. Ghê không? Nó, có những khi người ta thương, người ta nói những câu lỡ lờ, người ta hối hận cả cuộc đời. Thấy không? Nên từ nơi đó mà chúng ta được sống với nhau và được lo lắng cho nhau và quý trọng nhau để hướng đến đạo pháp giải thoát. Điều này ai hạnh phúc bằng chúng ta? Quá hạnh phúc, đúng không? Được ngồi ăn chung, toàn là người tu. Rồi được ngồi nghe pháp chung, toàn là người tu. Rồi lại cởi mở tâm tư chung, mọi người ai cũng thoải mái. Và được tương lai đi về cực lạc chung, là Tây Phương cực lạc chúng ta cùng dĩa. Hạnh phúc cỡ nào chưa? Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người là như vậy. Nên như Đức nói với bà chị hai và chị dâu, như Đức nói bà cạo đầu đi. Mang cái mái tóc mấy chục năm khổ đau, mái tóc quắn quéo, gương mặt bèo nhèo, nhìn như cái bánh bèo. Thôi cạo cái đầu trụ lũi, nhìn nước chấm ba chấm trên đầu nữa rồi xong luôn, ở chùa luôn à. Nên từ nơi đó mà trời ơi, đây này mới là hạnh phúc nè, quý vị thấy chưa? Nó, rồi các cụ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mình xa con xa cháu mà mình lại được ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Khi vừa yếu yếu thôi, bao nhiêu con người xung quanh mình niệm Phật đưa tiễn mình đi, Phật A Di Đà cầm đài sen đưa xuống để rước mình về Tây Phương cực lạc. Cái hạnh phúc nhất là khi cuối cuộc đời Phật đến rước mình. Còn người ta ngoài đời có giàu cỡ nào nhưng người ta không tu, khi cuối cuộc đời người ta là đầu trâu mặt ngựa đến rước người ta, khổ cỡ nào chưa? Quý vị nghe về hôm như Đức giảng đó, khi mình gần chết mà nếu mình không niệm Phật mà đầu trâu mặt ngựa đến là tâm thức của mình sẽ nghe tiếng kêu ghê gớm lắm. Tao đến là mày theo ta. Ghê không? Cái tiếng ghen 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 kinh khủng không? Còn rồi tối nó kéo á. Đi mà bước chân gió thổi ù ù, đầu trâu mặt ngựa đến đâu là gió thổi ghê lắm. Gió thổi ghê lắm. Nên từ nơi đó mà không lẽ mình mong mỗi ngày đó đến với mình, hiểu không? Mà đi đến đâu một cái là rên 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 rên, mà có hồn đồ khóc la rồi thấy ghê lắm. Cái cảnh giới ấm mà ấm ủ. Còn khi mà mình mà niệm Phật mà Phật đến rước thì mình rất là an lạc và tự tại. Rước mình thì mình an lạc tự tại vô cùng, mình nhẹ nhàng mình bước lên đài sen. Còn sống thì có ý nghĩa vui vẻ an lạc, ra đi thì càng tự tại an lạc. Không? Quá hạnh phúc rồi còn gì. Cuộc đời gì ai bằng. Mà Phật pháp nó giải tỏa hết nỗi cái buồn trong cõi lòng mình nên mình mới vui. Nhưng những đức bây giờ ngày nào cũng vui, không có buồn giận ai để trong tâm mình nhưng mà hạnh phúc. Không có buồn giận ai để trong tâm là hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên mấy cô mà muốn tu mà có người mình nó sáng sủa vui vẻ càng tu càng đẹp thì làm sao? Vui vẻ.
là đẹp nhất, vui vẻ là đẹp nhất. Nên mong rằng những người vui này nghe phải tính nguyện niệm Phật để đời này chúng ta về cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.